Xin chào các anh chị, quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thì hôm nay thì Sơn tiếp tục làm một cái video nhận định về cái thị trường cổ phiếu anh chị quan tâm. Thì nội dung cái video ngày hôm nay thì đầu tiên là chúng ta sẽ có những phần là nhận định thị trường chung. Đó. Và thứ hai là các nhóm cổ phiếu mạnh, chúng ta các cổ phiếu mạnh trên thị trường mà chúng ta lưu tâm, lưu ý nha. Và thứ ba là các kháng cự ở các cổ phiếu cũng như là thị trường. Thì Sơn hướng dẫn cho anh chị là cách chúng ta tìm cái kháng cự để mà chúng ta sẽ định những cái điểm mà chúng ta có thể bán chốt lời, bán hạ tỷ trọng. Đó. Thì về cái thị trường chung thì Sơn có nhận định đấy, thì xuyên suốt cái nhận định của Sơn thì anh chị cũng có theo dõi, thì từ cái nhịp vừa rồi đấy thì Sơn đã nhận định là thị trường nó đi theo cái hướng là nó tạo cái mô hình vai đầu vai ngược ở trên khung ngắn hạn đấy, ngắn hạn chạc giờ đấy, và khả năng là mục tiêu của chúng ta là sẽ lên được cái vùng là tầm khoảng 1235 đến 1335, đó là cái mục tiêu hiện tại của chúng ta cho cái nhịp hồi này. Thì anh chị cũng có thể theo dõi là những cái video cũ nha anh chị. Đó đấy, Sơn cũng có chia sẻ những cách chúng ta đánh bắt đáy trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi. Đấy, bắt đáy như thế nào, rồi cái nguyên tắc của chúng ta về tỷ trọng, rồi điểm cắt lỗ chúng ta dùng như thế nào, đúng không ạ? Đó, và những nội dung cái video tiếp theo thì Sơn cũng có nhận định là thị trường nó đều có cái xu hướng nha, xu hướng là khả năng là nó đều hướng về cái nhịp hồi thôi nha. Đấy, sóng hồi nha. Đó, sóng hồi vẫn còn anh chị. Đấy, video ngày 28 tháng 7 này. Đấy, nhận định ngày 29 tháng 7 thì Sơn có cho rằng là sau cái phiên test cung cầu khối lượng thấp thì thị trường test cung cầu khối lượng thấp là ở phiên này, khối lượng thấp nhất từ đầu năm 2021 đến giờ, và cái phiên này là phiên thấp nhất từ đầu năm. Đó, đó là chúng ta đã trải qua là gần 7 tháng giao dịch, nhưng mà đây là cái phiên thấp nhất năm từ năm 2021 này. Đó. Thì sau cái phiên đó nó sẽ thường có một cái biến động, đó, bùng nổ hay là gãy nè. Thì sau đó thì Sơn là phục hồi, xác suất phục hồi phải đến 70%. Thì phiên ngày hôm sau nó tăng khá là tốt. Đấy, và phiên cuối tuần tiếp tục duy trì nha. Đó. Đấy, tiếp tục duy trì. Thì bây giờ thì cái dư địa của chúng ta thì Sơn cho rằng là cái vùng của Sơn đã nhắc đến, đó là vùng 1235 đến 1335. Trước mắt là cái target của chúng ta, anh chị lưu ý là target của cái nhịp này nha. Tại vì khi mà những cái nhận định đấy, khi những cái nhận định thị trường đấy, ví dụ những cái phiên như thế này thì mọi người đều nghĩ là thị trường nó sẽ còn rơi về cái vùng 1.200, thậm chí về thủng 1.200, 1.100 thì Sơn nhận định là nó sẽ hồi phục và vượt lại 1.300, đúng không ạ? Thì bây giờ đến khi tăng lên đây thế này thì có thể một số nhận định là bây giờ là cho rằng thị trường nó có thể lên được 1.400 hoặc 1.500, đi vào uptrend. Thì Sơn cho rằng là chưa đủ điều kiện để khẳng định cái điều đó, và thị trường nó đang ẩn mổ sóng hồi thôi nha. Chúng ta đang ở một cái sóng hồi thôi, chưa xác định vào uptrend. Muốn vào uptrend chúng ta cần phải rất nhiều cái khoảng thời gian và cần phải tích lũy nha. Chứ vậy những cái giai đoạn mà sau một cái giai đoạn mà gãy mạnh mà cái phục hồi đi lên như thế này thì chúng ta chỉ thấy đây là một cái nhịp hồi, không phải là vào một cái uptrend ngay trở lại được nha. Rất khó, vì cái vận động của chúng ta sẽ thấy nha, một cái quá trình vận động của thị trường nó khác với giai đoạn rơi tháng 1. Rơi tháng 1 là rơi rất quyết liệt, đúng không? Rơi rất quyết liệt, rơi rất nhanh, rất mạnh, rất sâu, và sau đó phục hồi cũng rất nhanh. Và chúng ta thấy là phục hồi theo hình chữ V, đúng không ạ? Chữ V đi lên. Đó, tức là lên xuống như thế nào lên ngay thấy đó luôn. Đó là phục hồi chữ V. Còn bây giờ chúng ta thấy là đây một cái giai đoạn là nó rơi, sau đó là có những cái phiên tích lũy rồi lại giảm. Thì chúng ta có những cái phiên giảm mạnh ở đây, tức là ba phiên giảm mạnh. Đó. Còn đi kèm những cái phiên đó là thị trường nó cũng giao dịch với là cái biên độ nó không có lớn. Còn đoạn này là giao dịch những cái phiên biến động, giao dịch rất là biên độ rất là to, đúng không? Liên tục. Đó. Những phiên đạp rất là sâu và phục hồi rất là nhanh. Còn chúng ta phục hồi lên thì cũng quá trình cũng chậm. Như vậy thì Sơn cho rằng đây là cái sóng hồi. Đấy, cộng với những cái yếu tố về thị trường chung, về cái thanh khoản thị trường cũng như những cái yếu tố về thị trường nó đã có những cái sự phân phối, đúng không ạ? Phân phối nó khác với giai đoạn tháng 1 nghe các chị, khác với giai đoạn tháng 1. Về tiềm năng lúc đó thị trường nó còn định giá vùng giá thấp, còn bây giờ thị trường nó đã lên một cái vùng định giá cao. Những cái vùng này dịch bệnh chỉ là tin tức nhất thời, đúng không ạ? Tin tức nhất thời không bị ảnh hưởng về mặt kết quả kinh doanh, không ảnh hưởng về mặt vĩ mô, đúng không ạ, của doanh nghiệp, của nền kinh tế, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng giai đoạn này vĩ mô nền kinh tế không đoán được tác động của dịch bệnh nó sẽ như thế nào, kết quả kinh doanh doanh nghiệp cũng không đoán được quý 3, quý 4 tới nó sẽ có những ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Nó sẽ khác nhau về bối cảnh, nên là chúng ta khó kỳ vọng thị trường nó đi như tháng 1, tức là tăng lên sau đó vượt đỉnh, tăng lên tích lũy vượt đỉnh vào một cái chu kỳ uptrend, sóng uptrend mới. Đó là về những cái góc nhìn. Đấy, còn với nếu mà về chúng ta nhìn về yếu tố về sóng của thị trường, Sơn xin phép trình chặt tuần cho anh chị chúng ta dễ theo dõi hơn. Sóng thị trường thì hôm trước Sơn có nói với anh chị đấy, thì thị trường đã đi qua 5 con sóng lớn nha. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, sóng chỉnh 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5. Thì chúng ta cũng đã đi hết 5 con sóng rồi. Đi hết 5 con sóng rồi. Đó. 5 con sóng rồi nha. Và chúng ta đang ở sóng nào? Chúng ta đang ở sóng điều chỉnh zigzag. Sóng điều chỉnh zigzag anh chị có thể Google thêm. Đấy, zigzag là chúng ta sẽ có gọi là sóng hồi, sóng giảm gọi là sóng điều chỉnh đấy, ABC. Thì chúng ta đầu tiên ở đây sóng A, xuống đây là đây sóng A này. Đấy, thì chúng ta đang ở sóng phục hồi sóng B, thì Sơn ví dụ là lên được cái vùng trên này đi. Đó, và khả năng là sẽ còn một cái sóng giảm C nữa. Sau sóng này thì thị trường mới vào một cái giai đoạn là có thể là tạo đấy, đi ngang tích lũy nha, đi ngang tích lũy hoặc là vào bắt đầu sóng tăng. Đấy, bắt đầu một cái chu kỳ sóng tăng mới. Đúng không ạ? Nên là rủi ro nó sẽ có, chúng ta sẽ làm khả năng là sẽ lên đây. Sơn đánh giá đây một cái nhịp hồi để nhận định cả theo sóng luôn, sóng thị trường luôn nha các anh chị. Đó. Còn trong sóng giảm này thì chúng ta là cũng đã có đủ 5 sóng nha. Sóng giảm này chúng ta cũng đi đủ 5 sóng nè. Đây là anh chị nếu mà có xem về, có học về kiến thức Elliott, sóng Elliott thì anh chị sẽ hiểu nha. Đấy, sóng giảm thì chúng ta này, sóng 1, sóng 2. Đó. Đây sóng 2 này, đây sóng 3, đây sóng 4 này, đây sóng 5. Chúng ta đã đủ 5 sóng giảm rồi. Thì tại sao Sơn lại nhận định là thị trường nó lại phục hồi được là như vậy nha anh chị. Đó, phục hồi được nha. Rồi mẫu hình thì chúng ta có mẫu hình là vai đầu vai ngược, đúng không ạ? Đấy, những cái này thì Sơn cũng đều đã có cái dự đoán trước rồi nha, chứ không phải đợi mà thị trường nó đến lúc này nó tăng vượt 1.300 rồi bắt đầu mới nói. Những cái điều này thì nó quá bình thường anh chị. Dự đoán anh chị cứ theo dõi là những cái video cũ này, hoặc là anh chị có đã theo dõi thời gian vừa qua thì anh chị cũng biết nha. Đó là yếu tố về thị trường chung, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta xác định thêm ngoài những cái về dùng sóng thì chúng ta cũng có thể xác định về nhịp hồi này. Chúng ta dùng một cái chỉ số đó là Fibonacci thái lui, đúng không? Đó, anh chị dùng cái công cụ đây, công cụ này có sẵn đây, hoặc là những cái trang về biểu đồ kỹ thuật ở những trang như Ferran này kia, Investing thì cũng đều có những cái công cụ Trading View gì đấy anh chị dùng, hoặc là các công ty chứng khoán đều có cung cấp cái công cụ Fibonacci retracement anh chị. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chúng ta sẽ đo được cái nhịp hồi này có thể là về mốc Fibo vùng 50, đó là cái mốc là 23, 25 hay là cái vùng này thì cũng là cái dự kiến luôn ạ. Sơn dự kiến là 1225 đổ 1325 đến 1335 thì cái Fibo 50 nó cũng về tầm đây, đúng không ạ? Cao nếu mà trường hợp mà thị trường nó tích cực, ví dụ nó có tin tốt hơn. Đấy, hoặc là những cái dòng tiền có thể mạnh hơn thì có thể thơ hơn một tí, có thể là 1350 chẳng hạn. Nhưng mà Sơn cũng cho rằng là có vượt qua thì nó cũng chỉ là gọi là cái hồi tốt hơn thôi, chứ còn chưa thể gọi là chúng ta uptrend. Mà quý vị anh chị chú ý cho kỹ nha, chú ý cho kỹ là chúng ta chưa vào được cái uptrend đâu, chưa đủ để mà chúng ta hình thành một uptrend mới với cái xu hướng hiện tại. Rất nhiều cái yếu tố tổng hợp nha, thì Sơn tạo nên cái nhận định như thế này. Đấy, xem thêm về cái EG này, EG chúng ta cũng thấy này, kháng cự vùng 1325 nha. Đấy, đường Kijun này đang ở 1325 nha anh chị. Đó. Nhiều lắm, tốt. Đấy, MA 50 thì là đang bắt đầu đi ngang. MA 50 nếu mà chúng ta thấy ví dụ lên vùng này 133 tầm 1337 đấy, 13738 thì chúng ta không vượt được MA 50. Đó, và sau đó MA 50 lại dốc xuống là thị trường nó lại là xấu, tại vì chúng ta thấy là cả một cái giai đoạn uptrend từ cái đây là đầu tiên là 650. 650 chúng ta là hồi phục rất mạnh mẽ và chúng ta lên tiếp cận cái ngưỡng MA 200, cái đường màu tím này. Đúng không? Thị trường chạm ngưỡng kháng cự này chúng ta mất một cái khoảng thời gian là tầm khoảng tháng rưỡi gì đó, đi cùng cái tin xấu Covid ở Đà Nẵng. Và đây là một cái nhịp điều chỉnh trong sóng 2 anh chị, sóng 2 điều chỉnh của thị trường. Đó. Thì chúng ta thấy là chỉ có lúc đó là MA 50 là mới là dốc xuống thôi, dốc xuống nhưng mà dốc từ từ thôi. Đúng không ạ? Nên mà nếu mà và sau đó một cái giai đoạn là MA 50 cứ đi thẳng hướng lên. Còn bây giờ MA 50 là vào một cái giai đoạn là anh chị thấy không? Đi ngang và rủi ro sẽ cắm xuống nha, rủi ro cắm xuống khá là cao. Thì chúng ta cũng thấy là rủi ro nha. Đó, MA 20 thì đã cắm xuống rồi, dốc xuống rồi, đúng không? Tức là bây giờ chúng ta là MA20 là 1306, hiện tại 1310, chúng ta có vừa được MA20, chúng ta đi lên những vùng trên này thì đấy, nếu thị trường vào uptrend thì cũng không phải là chờ một cái giai đoạn là MA50 bắt đầu, MA20 đấy bắt đầu phải là đấy đi ngang lại và chúng ta phải test về cái ngưỡng này. Giống như giai đoạn tháng 1 này, MA20 là phải đi ngang lại, sau đó là chúng ta test về MA20, bám về test lại được, hút về cái đường MA20 này để test lại để mà chúng ta là xác nhận cái hỗ trợ đó. Nên là khả năng thị trường có tăng và muốn vào uptrend thì chúng ta phải xem cái quá trình điều chỉnh sau đó của thị trường. Đó, có tăng đến kháng cự thì sẽ phải gặp quay về những cái vùng hỗ trợ. Thì ví dụ lúc đó là thủng lại, đã vượt MA20 mà thủng lại MA20 là xấu. Còn giữ được MA20 thì chúng ta sẽ là tính toán tiếp. Đúng không? Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ là thị trường mới xem xét thị trường là liệu có sóng hay không, có vào nhịp sóng được không. Mọi người lưu ý nha. Đấy. Để kết hợp nhiều yếu tố, chúng ta có vẽ sóng Elliott, chúng ta có dùng Fibo, đấy. Rồi chúng ta dùng Ichi, dùng được những cái đường mà đường trung bình động MA, rất nhiều cái kiến thức để mà chúng ta áp dụng để mà chúng ta nhận định được cái thị trường. Đó, và tí nữa là chúng ta sẽ nhận định được cổ phiếu anh chị. Rồi, đó là phần thị trường chung. Còn bây giờ những cái dòng cổ phiếu mạnh thì chúng ta đang thấy là hiện tại là dòng gì? Đó là dòng bất động sản, đúng không? Dòng bất động sản. Đấy, cổ phiếu như là TL tăng trần vượt đỉnh này, đấy, vượt đỉnh luôn. Đấy, rất là mạnh, khối lượng, đột biến và những cái cổ phiếu khác. Và có là ví dụ như là Nam Long, đúng không? Nam Long. Đấy. Dòng bất động sản hiện tại là đang cái dòng khỏe nhất thị trường, đang rất nhiều cổ phiếu là vượt được cái đỉnh của VN Index lúc mà mình tư rồi, đúng không? Vượt qua luôn rồi Nam Long. Rồi chúng ta có KDH. Đấy, tức là chúng ta nếu như anh chị đang có những cổ phiếu bất động sản như thế này thì chúng ta sẽ nói chung là cái danh mục của chúng ta sẽ rất là mạnh nha, và chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao ở cái nhịp sóng này. Tuy nhiên thì do cái yếu tố về nhận định về thị trường thì chúng ta sẽ không nên chúng ta mua nha, không nên mua. Tức là dù biết những cổ phiếu này mạnh nhưng mà nó đã, thứ nhất là nó đã có một quá trình tăng mạnh rồi, thứ hai là về yếu tố nha, chúng ta phải lưu ý về thị trường chung. Thị trường chung ở trong một cái điều kiện bình thường, bình ổn, sideways thì có thể là những cái cổ phiếu có thể đi ngược liên tục. Nhưng nếu thị trường chung đột ngột đảo chiều, để đảo chiều lại có những cái biến động xấu như thế này anh chị nha. Lại có những cái biến động xấu, những cái phiên giảm với biên độ lớn như thế này. Đó, phiên ngày 6 tháng 7 này, phiên ngày 12 tháng 7 và phiên ngày 19 tháng 7. Thì những cái biến động này thì nó sẽ khiến cho những cái cổ phiếu dù mạnh như thế nào cũng không thể đi ngược thị trường, dù tốt như thế nào. Đúng không ạ? Vì khi đó những nhà đầu tư đang ôm những cổ phiếu đó, những cổ phiếu mạnh này sẵn sàng bán ra chốt lời. Sẵn sàng bán ra chốt lời luôn. Tại vì thị trường xấu mà họ sẵn sàng họ bán ra chốt lời vì họ có cổ phiếu lãi mà. Đấy, và đôi khi là một cái danh mục thì họ không thể, họ chỉ nắm giữ những cái cổ phiếu mạnh đó, họ lại có những cái cổ phiếu yếu khác, và những cổ phiếu yếu khác do yếu tố thị trường chung lại giảm rất sâu, giảm rất sâu rất mạnh thì buộc họ phải bán những cổ phiếu này để họ phòng thủ luôn, vì cái lúc đó là họ đã sẽ có những cái mã khác bị lộ, họ đã bán luôn cả những cái mã lời. Đấy nên là chúng ta khi thị trường xấu thì nó rất là ảnh hưởng. Thị trường tốt thì có thể là có mã tăng, có mã tăng, có mã lại không chịu tăng, nhưng thị trường xấu thì đa phần nó lại giảm như nhau. Đó là do cái áp lực về cái danh mục của nhà đầu tư, chúng ta bị dính những cổ phiếu xấu, những cổ phiếu yếu thì chúng ta lại có những cổ phiếu mạnh chúng ta buộc phải bán ra. Đấy, để chúng ta bảo vệ cái danh mục, bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Nên là chúng ta nắm được đây là những cái dòng cổ phiếu mạnh, để mà ví dụ thị trường nha, thị trường nó không như một cái kịch bản là ví dụ là nó giảm sâu nữa, mà nó vào một cái giai đoạn sắp tới là nó sideways tích lũy, thì chúng ta tiếp tục chú ý về cái nhóm này, vì đây nhóm bất động sản là một cái nhóm rất là mạnh nha, nhóm rất là mạnh và nhóm đang có một cái sóng khá nhiều cổ phiếu và vượt đỉnh thị trường. Chúng ta chú ý về nhóm này, bất động sản và những cổ phiếu như là HDC nữa, đúng không ạ? Đó, cổ phiếu là vượt đỉnh thời đại liên tục nha. DTG đó, các cổ phiếu này đấy là bất động sản là đều có những cái cổ phiếu mạnh. Rồi chúng ta có một cái dòng nữa, đó là dòng phân đạm cũng đang khá là tốt nha, phân đạm. Tuy nhiên thì đây là những cái biến động này chúng ta là ngay đỉnh cũ rồi không mua, tức là chúng ta có cái cổ phiếu này thì chúng ta ở ngay đỉnh cũ, bắt đầu lên đây mới nổ vô, thì chúng ta đây là cái vùng mà nên canh chốt lời này. Đấy, chút ít chút nhiều thì chúng ta cũng phải chốt, chốt 50 chốt 70 gì đấy thì tùy, nhưng mà cũng nên phải chốt lời. DPM cũng vậy nha, những cổ phiếu này nếu nổ vô, nếu khối lượng nổ vô ở vùng giá thấp lên, ở vùng giá thấp những cái vùng dưới này đó, thì đó là những cái điểm mua. Nhưng mà lên trên sau khi một quá trình tăng rất mạnh rồi, cổ phiếu này vùng đáy anh chị thấy là vùng bao nhiêu 19, mà bây giờ giá 25 rồi mà lên đây mới nổ vô, chứng tỏ là có cái lượng bán chốt lời rất là mạnh trên này anh chị. Đó chúng ta lưu ý nha, cũng không phải là nổ vô mà tăng mạnh rồi vượt đỉnh là đẹp. Đó, nó cũng là thể hiện là có một cái dòng tiền chốt lời ở đây. Đấy, ví dụ những cái dòng tiền ở đây, những cái phiên khối lượng lớn vào ở đây, những cái phiên vào ở đây, dòng tiền hiện tại chưa thoát ra được. Đấy, những cái phiên bắt đáy ở đây, khối lượng lớn ở đây, đây là cái phiên họ thu hợp để họ chốt lời nha. Nên là chúng ta chú ý để mà chúng ta theo dõi cái sau cái quá trình tích lũy. Ví dụ sau này những cổ phiếu này tích lũy có những cái nhịp điều chỉnh gì đó, thì chúng ta có nhịp điều chỉnh về retest là những cái vùng đỉnh cũ, cái hỗ trợ đây, thì chúng ta sẽ là chú ý nha. Phân bón đúng không ạ? BFC đấy, nhưng mà cổ phiếu này là đều là xu hướng là gặp kháng cự nha. DCM hay là BFC là xu hướng gặp kháng cự này, tức là lên những cái vùng này nếu chúng ta có cái cổ phiếu sẵn thì chúng ta có thể chốt bớt đi. LAS đó, thì những cái dòng này đang là những cái dòng khỏe, bất động sản rồi phân bón đúng không? Đấy, hôm nay cũng khó, phiên hôm qua cũng chưa được vượt đỉnh được này, tăng lên mà bị bán này, tại vì đây là đang là cái vùng kháng cự, chốt bớt được. Còn tại vì sao Sơn liệt kê anh chị là chúng ta để theo dõi thôi, theo dõi cho cái nhịp sau. Đấy, nếu mà thị trường ổn thì chúng ta sẽ tìm những cái vùng tích lũy, những cái vùng những cổ phiếu này tiếp tục tạo nền thì chúng ta mua. Đó, chúng ta phải theo dõi cái nhóm mạnh nhất nha. Nếu mà chúng ta đánh vào thị trường có một cái nhịp mà thị trường tốt, uptrend trở lại, thì chúng ta nên đánh vào những cái nhóm mạnh nhất chứ không phải những cái nhóm đi sau. Đấy, lúc đó chúng ta sẽ không ưu tiên những cái nhóm đi sau, mà chúng ta phải đánh vào những cái nhóm leader, những cái nhóm mà đã tăng mạnh trước thị trường. Đấy, vượt đỉnh, đấy, đặc biệt là vượt đỉnh trước thị trường luôn. Thị trường còn đang là mới trong buổi sóng hồi rồi. Đó, thì chúng ta là thấy những cổ phiếu này đã vượt đỉnh rồi, tăng mạnh rồi, thì chúng ta chú ý về nhóm này. Rồi chúng ta có nhóm nữa là nhóm chúng ta có những cái cổ phiếu như bán lẻ, như là đấy hoặc là thực phẩm nha, doanh nghiệp đầu ngành như là Masan này. Đấy, ngành thực phẩm rồi bán lẻ. Masan cũng bán lẻ vì mua lại chuỗi bán lẻ Vinmart của Vingroup nha. Đó, rất đẹp đúng không? Trend lên rất là đẹp. Masan rồi FRT đúng không? FRT đấy, FRT Đấy, nhưng mà không có điểm mua nha anh chị, những cổ phiếu này không có điểm mua nữa nha, không có điểm mua, tức là đây là những cổ phiếu mà chúng ta đưa vào cái danh sách theo dõi thôi. Chị chú ý note lại thôi, note lại và anh chị đưa vào cái danh mục theo dõi. Đấy, điểm mua thì chúng ta sẽ chờ một cái điểm mua sau. Đấy, khi thị trường có điều chỉnh, có tích lũy tốt, đấy, an toàn, đấy, xác nhận là tiềm năng vào một cái uptrend thì chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ tìm những cổ phiếu này để mà chúng ta tham gia những cái điểm mua. Chúng ta phải theo dõi liên tục, đúng không? Lọc ra những cái cổ phiếu mạnh để mà chúng ta chú ý. Chứ bây giờ chúng ta sẽ không đoạn tới, nếu mà chúng ta đánh mạnh cũng không đánh những cổ nhóm cổ phiếu yếu, không đánh những nhóm cổ phiếu yếu mà ưu tiên những nhóm cổ phiếu khỏe. Những cái dòng công nghệ chúng ta có FPT này, đúng không? FPT là về đỉnh cũ rất là nhanh. Đó, rất khỏe. FPT, CMG, đó, CMG vượt đỉnh luôn nè, wow, vượt đỉnh luôn nè. Cổ phiếu này là quá trình này, đấy, nổ vol phiên đầu tiên, sau đó tích lũy 3 phiên trên vùng đỉnh cũ này, wow, tích lũy như vậy là tốt anh chị, tích lũy như vậy là tốt, sau đó là tiếp tục tăng. Đấy, tích lũy như vậy là hấp thụ cái lượng chốt lời của cái vùng phía dưới này, vùng ai mua được vùng phía dưới này là hấp thụ thôi. Còn trường hợp cổ phiếu này nó yếu là nó đã gãy lại rồi, tức là gặp đỉnh cũ xong nó không tích lũy được trên này mà nó sẽ gãy xuống nha. Đây nó mạnh, vượt đỉnh luôn. Dòng cảng biển nữa nghe anh chị, dòng cảng biển chúng ta có những cổ phiếu như GMD, đấy, đã vượt đỉnh nè, GMD, rồi VSC, đúng không? VSC cũng vượt đỉnh luôn. Một cổ phiếu nữa là đã tăng rất mạnh này, đó là AH này, đúng không? Tức là gèo cản chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu mạnh, cổ phiếu khỏe. Đó là chúng ta có những cái nhóm ngành, đấy, chúng ta anh chị chú ý nha, bất động sản, rồi phân bón, rồi cảng, đúng không? Rồi một số cổ phiếu công nghệ nha, công nghệ bán lẻ. DGW cũng là nhóm bán lẻ này, đúng không? Đấy, chúng ta cứ note vào nha, lưu ý mọi người note vào hết như coi cổ phiếu này. Đấy. Đây là DGW thì chúng ta đã là DGW này đã chạm cái kháng cự rồi. Đó, chúng ta đang có trendline này, đó, đang trendline chạm kháng cự rồi. Chốt bớt vùng này là cũng là hợp lý thôi. Đó là 4 nhóm ngành Sơn đánh giá cao. Rồi còn bây giờ chúng ta xác định nha, xác định cái kháng cự. Tại vì chúng ta sang tuần ở chiến lược của chúng ta là đó, anh chị mà chúng ta mua được vùng giá thấp như là Sơn có nói với anh chị đó thì ai mạo hiểm nha. Hôm trước Sơn có đăng video thì cứ rất là nhiều người cứ vào bình luận là thị trường xấu, rồi tại sao phải tham gia thị trường này, để bắt đáy là rủi ro. Nhưng mà bây giờ thì chứng tỏ là có thành quả. Còn bây giờ những người đó thì có khi mới lại tính đến chuyện đi mua cổ phiếu, thì đó là lúc chúng ta canh chốt lời, đúng không? Chúng ta phải luôn đi ngược đám đông chúng ta mới thành công. Thế còn đi theo đám đông là chúng ta rất dễ thất bại. Khi trên đỉnh là FOMO đi mua liên tục, đấy, rồi khi xuống đáy là cắt lỗ hết, cắt lỗ bằng mọi giá, lỗ rất sâu cũng cắt luôn. Bây giờ phục hồi thì bắt đầu là những cái người ôm tiền. Ở đây là những cái phiên này, những cái lượng cắt lỗ rất là lớn anh chị. Đấy, những phiên này cắt lỗ rất là lớn này. Đây có thể là cắt một phần xong phiên này nữa chịu hết nổi cắt hết. Thì ôm tiền, tâm lý ôm tiền thì cứ mong thị trường nó sập, nó rơi thật là sâu, đúng không? Tại vì chúng ta chứng minh được là chúng ta bán đúng rồi, mặc dù lỗ nhưng mà chúng ta vẫn đúng. Nhưng mà bây giờ thị trường tăng trở lại thì rất là khó, phải phân vân. Phân vân bây giờ có nên mua hay không, mua cũng sợ mà không mua đứng ngoài thì lại sợ là thị trường nó cứ tăng mãi, lại mất cái cơ hội kiếm lợi nhuận nên rất là khó. Thì đoạn rồi Sơn có nói với anh chị là chúng ta mạo hiểm là chúng ta đánh được. Tất nhiên là chúng ta chỉ đánh trong cái biên khoảng tiền mặt của chúng ta, 30-40% tiền mặt thôi là nó an toàn. Vẫn đánh được, vẫn vì chúng ta thấy là thị trường nó rơi như vậy, khả năng nó sẽ có những cái nhịp hồi là rất là cao. Đó. Thì chúng ta đánh hầu như các dòng cổ phiếu thì đều tuy là tăng mạnh tăng yếu thôi, nhưng mà nó đều sẽ có cái sự phục hồi. Rồi ví dụ bây giờ chúng ta xác định những cái điểm bán đi. Điểm bán thì Sơn cho rằng là ví dụ những cổ phiếu như dòng chứng khoán là chúng ta đang ở cái vùng mà chúng ta có thể bán này. SSI là đây là cái kháng cự anh chị, vùng 55 nha. Nhìn chung là chúng ta nên chốt bớt ở vùng này đi. Nên đang có cổ phiếu này, đó, kháng cự vùng 55. Đấy, chốt bớt ở đây. VND cũng có thể là chúng ta chốt bớt tại vì nó cũng gần đỉnh cũ rồi. Ở kháng cự của VND là ở đây là chúng ta thấy là cái vùng 47 này nó cũng sẽ khá là mạnh nha. Cái nến này, cái nến to dài, cây nến gãy đầu tiên thì lên cái vùng 475 này nó rất là mạnh, 47, 475 đấy. Kháng cự nha, vùng này chúng ta cứ phải chốt bớt đi, an toàn chốt bớt. SHS đấy. SHS thì chúng ta kháng cự là vùng tầm khoảng 43 nha, 43, 44 đấy, chốt lời bớt ở đây được. VCI thì chúng ta kháng cự tầm khoảng vùng là 52.5, 52.5. Thì đây là tầm 52, 52.5 là chúng ta bán bớt được những cổ phiếu này. VCI, HCM kháng cự chúng ta tầm khoảng vùng 50. Hiện tại đang 48 rồi, 49, 50 cứ bán dần bớt được. Rồi ví dụ dòng ngân hàng thì CTG. Đấy, CTG thì rất là xấu, rất là yếu rồi, nhưng phục hồi lên thì chúng ta canh bán thôi. Vì đây là chỉ là một cái nhịp hồi ngắn hạn thôi. CTG hôm qua lại có tin xấu. Thì không biết phần phản ứng phiên thứ hai như thế nào. Tin xấu ra báo cáo lợi nhuận thì nó không có được tốt lắm. Ở hiện tại đang chạm kháng cự MA20 này, chưa vượt qua được CTG. Techcombank thì chúng ta có thể chúng ta canh cái vùng tầm khoảng 52 53 các chị, 52 53. Đấy. 52 53. Cái nhịp này chúng ta đánh mắc đáy, chúng ta chỉ là kỳ vọng ngắn như vậy thôi, chứ chúng ta đừng có chờ mà cổ phiếu này nó phải lên lại đỉnh cũ 56 58 nha, anh chị, rất là khó. Đó, phía trên nó rất là nhiều cái lượng hàng kẹp còn rất là lớn ở trên này. Đây, chúng ta lưu ý mua được vùng giá thấp thì đây là cái cơ hội để chúng ta đánh ngắn hạn, chúng ta kiếm lợi nhuận ngắn hạn nha. Không có kỳ vọng quá cao cái đoạn này. Đấy, chưa kể yếu tố thị trường chung thì Sơn có phân tích với anh chị đấy. Cái vùng mà kháng cự tầm khoảng 1425, 1425 thì nó cũng là rủi ro. Khả năng là sẽ gặp cái áp lực cho thị trường trong cái tuần sau. Tuần sau thì chúng ta có cổ phiếu vùng giá thấp, mua được vùng giá thấp, bắt đáy vùng giá thấp thì chúng ta sẽ canh chốt lời thôi. Combank, MBB thì chúng ta kháng cự tầm khoảng 29 30 nha. Vùng đấy. 930. Vùng 30 đó anh chị, kháng cự tầm vùng 30 nha. Rồi chúng ta LPB thì thật sự là ngay phiên ngày hôm qua thì cũng đã chạm kháng cự, vì LPB là chúng ta thấy là do được ETF nha, review ETF vào VN 30 đúng không ạ? Đó, những cổ phiếu này nó được mua thôi, mua mạnh thôi, cho nên là chúng ta thấy cái mức tăng này nó cũng là phản ánh với cái lực mua vào ATC của quỹ thôi. ACB cũng tương tự như vậy. Đấy, LPB thì đây là cái vùng chúng ta nên canh chốt lời rồi. Có cổ phiếu canh chốt lời 25.5 26. ACB, còn ACB là từ trước ATC là chỉ có 35 chấm mấy thôi, ATC đã tăng mạnh rồi. Rồi có thể ACB là phiên thứ hai là giảm ngay từ ATO. Rất là đấy, có thể là giảm lại ngay luôn. Tại vì đây là lực chủ yếu là mua vào 9 triệu cổ phiếu vào ETF anh chị, ACB vào VN30 đó, ETF vào mua vào ATC. Đấy là phản ứng nhất thời thôi. Đó. Thì nếu mà hôm trước có cổ phiếu thì chúng ta là có thể bán, nên bán mà 50% vào ATC chẳng hạn. Đó, được giá tốt luôn. Tại từ 35.1, 35.2 mà tăng lên tới 36 chấm mấy, được gần một giá anh chị. Đó. Không chừng là thứ hai là coi chừng là lại giảm ngay từ ATO về lại cái vùng giá trước ATC ngày hôm trước. Đây là nhất thời thôi, đây là cái biến động của ATC nhất thời, để nó không phản ánh là do cái cổ phiếu nó khỏe hay gì cả. Mà đây là cái được ngay cái được review. Đó là phiên đó chúng ta bán luôn cũng được. Bán 50% cho chắc. TPBank. Đấy, TPBank thì chúng ta kháng cự là chúng ta tầm vùng 355 36. Nha, anh chị chú ý nha, 355 36, cái vùng này là kháng cự đây. 55 36. Đợi hôm trước là chúng ta có nhiều lần test, có 2 phiên test vùng 36 thì cuối cùng lại bị thủng này. Thì biết đó, kháng cự lên đây, canh chốt. Ngân hàng, đấy, ngân hàng STB SCB chẳng hạn thì STB thì đang ở cái đường kháng cự MA 50 này rồi, cũng như là cái kháng cự cái đường Kijun nha, Kijun. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khả năng là SCB vẫn còn tăng được đấy. Đấy, thứ hai khả năng vẫn còn tăng. Đấy, cuối tuần vừa qua thì SCB cũng có những cái tin tốt về kết quả kinh doanh quý 2. Đấy, cũng như là công bố là đã bán xong cái cổ phiếu quỹ 81 triệu cổ phiếu quỹ rồi nha. Hầu như thì cái phiên này chúng ta thấy là về khối lượng là STB có một cái phiên khối lượng vào rất là lớn, nhưng mà hiện tại cái dòng tiền này đấy, cho thấy là cái lượng này họ chưa chốt lời nha. Cái phiên này dòng tiền họ vào họ chưa chốt lời. Ngoài ra thì cái trong quá trình mà đấy, thị trường giảm điểm đấy thì cũng là những cái lúc mà đây quá trình vận động này thì khoảng thời gian liên tục vừa qua từ đầu tháng 7 nha, từ đầu tháng 7 là STB đấy, tức là giai đoạn này nè anh chị, từ ngày 1 tháng 7 đến giờ thì trong cái vận động này liên tục khoảng thời gian vừa qua, chúng ta xem về chart tuần đi đấy, 1 2 3 4 đấy, 4 tuần đúng không ạ, 4 tuần từ đầu tháng 7 đây thì STB đã giao dịch về 81 triệu cổ phiếu quỹ, tức là 81 triệu cổ phiếu quỹ họ mua từ đổ từ cái vùng 33 này đổ xuống cái vùng 27, họ bán chứ, họ bán từ cái vùng này đổ xuống vùng này thì giá trung bình của họ cũng phải là cái lượng bên mua đó cũng khá là cao, nên là họ phải đẩy lên để họ mới chốt lời được. Ví dụ nếu họ có lướt ngắn hạn nữa đấy thì cần phải là đẩy lên mà mới bán ngắn hạn được đấy, và thêm cả yếu tố là đã có dòng tiền vào phiên này, nhưng mà dòng tiền đó hiện tại chưa bán ra nên cái thanh khoản những phiên vừa qua chúng ta thấy là cũng chưa cao, nên SCB Sơn kỳ vọng có thể là tốt, có thể là tăng lên 32 luôn đấy, còn không là chốt được tầm vùng 31 đấy, 31 32 cái vùng này anh chị chốt bớt được nha. Đấy, cá nhân Sơn vẫn đang nắm nha. Dịp này thì những cái video trước Sơn có chia sẻ anh chị đấy, sau khi Sơn bán chốt lời những cái nhóm cổ phiếu bất động sản như là KDH, DG thì Sơn có chuyển sang Sơn mua STB thôi và mua mỗi STB thôi. Đấy, danh mục của Sơn nha, hiện tại là chỉ mua mỗi STB thôi đó, mua mỗi STB thôi, không có cái cổ phiếu nào khác, đánh mỗi STB. Phiên ngày hôm qua thì cũng có bán bớt 20.000 để cứ lên tăng lên là mỗi ngày bán ớt một ít thôi. Hiện tại thì còn 90.000 nha anh chị, còn 90.000 này, 90.000 SCB, đây 60.000, đây mua hôm trước về là 10.000 nữa, đây 20.000, hôm qua đặt giá cao bán không khớp, đặt giá 31 lần nha. Đây vợ Sơn vẫn nắm và kỳ vọng là có thể là mục tiêu là vùng 31 32 này để mà chốt lời. Rồi dòng thép nha, dòng thép đi, dòng thép thì những cổ phiếu như là HPG thì chúng ta canh tầm vùng 49 50, hiện tại là 47 nè, 47.3 này thì cũng đang là tích lũy quanh với kháng cự nha. Đó, kháng cự cũ thì nếu mà có một cái phiên mà tăng mạnh tiếp thì chúng ta cái phiên đó chúng ta thực hiện chốt lời cũng được. Đấy, nó đã tích lũy khá là lâu rồi nè. Cái nền tích lũy này Sơn có vẻ đây 4950 là anh chị bán được. Còn nhịp này chúng ta đã mua mà chúng ta có lợi nhuận là chúng ta đã là tốt rồi, tốt rồi. Mình kỳ vọng là cũng không có nhất thiết phải là chúng ta cố gắng ăn dày đâu, tại vì thị trường nó cũng sẽ còn rất là nhiều khó khăn. Nếu mà nó để vào uptrend thì Sơn nói đó cũng phải có những cái sự điều chỉnh. Đấy, tại vì chúng ta thấy là thị trường nó cũng giảm 200 điểm, 200 điểm từ 1425 về 1325 thì bây giờ nếu mà hồi phục lên từ 1225 về lại 1325 này, tức là hồi phục phải 50% rồi, 100 điểm rồi. Đó. Và rất dễ sẽ có những cái nhịp điều chỉnh test lại. Thì chúng ta có thể xem những cái nhịp điều chỉnh nó tốt thì chúng ta mua lại sau, không vấn đề gì. Còn nếu nó giảm luôn thì chúng ta phải đứng ngoài tiếp thôi, quan sát. Nên là tuần sau thì chiến lược là Sơn cho rằng là anh chị không có nên chúng ta hưng phấn chúng ta mua, hưng phấn mua nữa. Tuần sau là chủ là cái nhịp mà ai có mua rồi đấy, mua dùng giá thấp, ví dụ đánh theo Sơn vừa rồi thì canh chốt nha, canh bán, hoặc là những cái anh chị mà còn kẹp hàng giá cao. Hoa sen thì chúng ta đang ở cái Nam Kim nhá, Nam Kim thì chúng ta cũng đang ở kháng cự này. Đấy, kháng cự đây nè, vùng 34 rồi nè, kháng cự này. Vùng này chúng ta nên chốt bớt đi. Đấy, nên chốt bớt đi. Hoa sen, đấy, SG thì chúng ta là kháng cự tầm 38 là kháng cự mạnh này, 38 là kháng cự mạnh ở đây. Đấy, phải chốt bớt thôi, vùng này là nên chốt bớt. SG là cũng là hồi phục từ vùng 33 mà được lên được 38 thì cũng khá là nhiều rồi. 38 là cái kháng cự mạnh, tại vì 38 là những cái quá trình ở đây là SG về đây nè, tăng lại nè, hỗ trợ đúng không? Đấy, sau đó về đây hỗ trợ cũng rút chân lên nè, người bị thủng lại. 38. Nên bán bớt nha. 38 và 8.5 là phải bán bớt. SG. Dòng thép. Dòng chứng khoán thì chúng ta cũng thấy là dòng chứng khoán thì lúc nãy Sơn có nói rồi. Đấy thì chúng ta thấy là dầu khí đi. Dầu khí. Dầu khí BSR. BSR thì vùng này Sơn nghĩ là chốt bớt đi. Đấy. Chốt bớt đi, 19-20 là nên bán. 19-20, 20 là cái kháng cự này. Đấy, cổ phiếu này đi ngang trên cái vùng này, đúng không ạ? Để đi ngang cái vùng 20, đấy, đi ngang cái vùng 20 22 này, sau đó bị thủng này, thủng nền này. Đó thì bây giờ quay lại là cái 20 kháng cự rất mạnh nha, nên cái vùng 19 20 này cứ bán đi. Chốt lời đi. Đó. PVS thì chúng ta thấy là trên đây là kháng cự rồi. May trên này dày. MA 50 phía trên, và PVS thì là cái mã là tạo đáy trước thị trường, nhưng mà lại là cái nhịp vừa rồi lại thủng lại, thủng luôn cả đáy cũ, và bây giờ phục hồi lên thì nó lại gặp kháng cự nha. Kháng cự cái nhịp hồi đầu tiên của PVS này, tức là cổ phiếu này đã tạo đáy trước nhưng mà cái đoạn sau này lại yếu hơn, phục hồi yếu hơn, thì nên là chúng ta canh cái vùng là 26 là 25 26 là chúng ta bán được. PVD, PVD thì khá là yếu. PVD khá là yếu. BVD bây giờ chúng ta còn một cái gap down rất là lớn ở đây nè, bây giờ lên tầm khoảng vùng 19 là bán. Gap down rất là lớn này, kháng cự đây. BVD thì yếu. Trong phiếu dầu khí, PVT chẳng hạn đi. Đấy, PVT thì chúng ta kháng cự tầm vùng 19 này. 19. Đấy. 19. Rồi chúng ta thấy là vùng 20 đây là một cái nến rất là to dài đúng không? Đấy, 19 20 là cứ bán đi. Rất là khó để mà tăng một mạch mà vượt luôn 20 cổ phiếu này. Anh chị thấy là đa phần những cổ phiếu là nó cũng, chúng ta cũng nhìn không phải về thị trường không, mà các cổ phiếu nó cũng về vùng kháng cự. Đó, vùng kháng cự hết. Đó thì chúng ta là canh bán được nha. Techcombank, ví dụ Techcombank thì chúng ta không có dùng những cái về cái đường MA, chúng ta không có dùng về cái nến, thì chúng ta cũng có thể kể như là cái Fibo này. Đó. Anh chị theo rất nhiều công cụ để mà chúng ta xác định. Vibo vùng kháng cự của Techcombank bây giờ là tầm khoảng vùng 525 này. Ngoài 525 thì nó cũng đi cũng đang cũng ngay cái ngưỡng đó, ngay cái ngưỡng 5253 chúng ta bán. Về hồi về Fibo 50 tức là vùng 2525. Đấy, những cái đường MA thì đang vùng giá 52. Đó. Tuần sau mà lên vùng đó thì chúng ta làm gì, đâu có phải là vùng chúng ta mua đúng không ạ? Vùng này chúng ta bán chốt lời, nhưng mà chúng ta đã mua được giá thấp rồi. Cái vùng tích lũy này chúng ta mua, vùng tích lũy này vô này, tích lũy đây, để tích lũy đây chúng ta mua được. Nhưng mà lên cái vùng trên này chúng ta chốt. Còn cái biên độ tất nhiên là vì sao chúng ta thấy là những cái dòng như là ngân hàng này kia, ngân hàng thì chúng ta thấy là có một vài ví dụ ACB, đấy, ACB hoặc STB có thể là hồi mạnh này, hồi tương đối được thôi, chứ còn còn tất cả là yếu đúng không? Yếu vì chúng ta thấy là nó cũng khác, cấu trúc nó sẽ khác với những cái cổ phiếu dòng chứng khoán chẳng hạn. Chứng khoán này chúng ta đã vẫn chưa bị thủng MA 50 chẳng hạn. Đấy, về cái IG chúng ta vẫn nằm trên mây. MA 50 này vẫn nằm trên nè, mây vẫn nằm trên. Mây IG vẫn nằm trên. Đấy, các cổ phiếu chứng khoán như nhau cả, đúng không? Đó. Còn các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy nha, và chúng ta cũng thấy là cổ phiếu chứng khoán nào yếu luôn. VCI là yếu, cái VCI là chỉnh sâu và đã thủng MA 50 và sau đó là phục hồi thôi. Còn ngân hàng thì chúng ta thấy này, đó, nằm này, đã bị đi vào mây rồi, đúng không ạ? Tại sao dương dòng ngân hàng chúng ta thấy là nó yếu, nó phục hồi yếu hơn nha. Đấy, nên là chúng ta nếu sống tới chúng ta đánh thì vẫn ưu tiên. Đấy, đóng ưu tiên, đánh vào một cái nhịp uptrend thì chúng ta sẽ là ưu tiên về chứng khoán hơn là dòng ngân hàng. Đấy, dòng ngân hàng sẽ cần mất thời gian nó lâu hơn, đánh chứng khoán trước, chứng khoán đang khỏe hơn nhiều nha. Techcombank đều là nằm dưới MA 50 và đi vào mây rồi. MBB tương tự, CTG thậm chí thủng mây luôn. Và CTG đang cách rất xa đường MA 50. Đấy, MA 50 cũng nằm và đang nằm dưới cả MA 20. Đấy, còn Techcombank này đúng không ạ? Techcombank chúng ta thấy không? Đó, thì nó không có bị cái chạc nó không có xấu, cái chạc xấu. Đây nằm cách xa đường EMA 50, Techcombank, STB. Đấy, SCB thì đã vượt qua EMA 20 rồi, đang tiệm cận EMA 50 thì nó lại khỏe hơn những cái cổ phiếu khác. ACB đúng không? Đó, ACB thì đã vượt luôn, vượt được EMA 50, vượt được EMA 20 rồi. Thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ cho chúng ta thấy là mã nào khỏe, mã nào yếu. Đó. Thì ví dụ đã sau dòng chứng khoán, nếu mà đánh lại dòng ngân hàng thì chúng ta sẽ ưu tiên những cổ phiếu nào? ACB, STB đúng không ạ? Đó, ưu tiên trước nha. Còn những cổ phiếu như là VIP này kia là yếu này, rất là xấu, CTG rất là xấu. Đấy, yếu lắm, không đánh những mã này. Những mã này muốn phục hồi lại rất là lâu. BID rất là yếu và BID hiện tại vẫn chưa có một cái sóng nào nó ra hồn cả. BID chúng ta đánh chẳng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận mà chúng ta thấy toàn bị kẹp hàng thôi. Cứ đánh sideways mà, sideways giật lên giật xuống, giật lên giật xuống trong cả cái sóng vừa rồi, nó không có một cái sóng gì cả. Và tại vì sao anh chị sai lầm ở BID? Thì tại vì anh chị không có nhìn được cấu trúc của BID là đã có một cái uptrend lớn rồi anh chị. Tức là trong giai đoạn năm 2019 khi thị trường lúc đó nó không có cái biến động gì thì BID đấy, BID nó đã có một cái sóng to rồi. Đấy, chúng ta so sánh nha, VND lúc đó đi ngang đúng không? BID lúc đó sóng to, sóng cực to luôn rồi. Nó đã vào một cái uptrend trước thị trường rồi, đúng không? Và nó đã neo ở cái vùng giá cao rồi. Đó. Neo ở vùng giá cao rồi. Đấy. Thì nên là nó không còn cái kỳ vọng. Còn các cổ phiếu còn lại chúng ta thấy là nó ví dụ CTG đâu có sóng năm đó đâu. CTG. Đấy. Đấy, CTG này 2019 2020 đâu có sóng gì đâu. Và sao vẫn thấp hơn đỉnh 2018 đúng không? Còn BID là chúng ta thấy nè. BID lúc đó là đã vượt đỉnh 2018 rồi. Đấy, vượt đỉnh trước 2018 và sau đó gãy mà phục hồi. Gãy thì cái này cũng là theo Covid thôi. Bị gãy do Covid thôi, phục hồi. Cái BID nó đã vào cái sóng tăng uptrend của nó, riêng của nó rồi, đi trước rồi, cũng như là Vietcombank. Đấy, đã uptrend đi trước rồi này. Uptrend đi trước thị trường rồi. Đó, đi từ Vietcombank đã từ mốc 50 lên 100 rồi, đã tăng 100% trong lúc thị trường sideways rồi này. Thế nên là đoạn này Vietcombank có tăng thì chúng ta thấy nó cũng tăng, nó cũng từ từ chậm chậm, nó cũng không có được nhiều. Còn BID chúng ta thấy là nó kém. Ở đây là chúng ta là Vũ Sơn không bao giờ đánh vào những cổ phiếu Vietcombank, BID cả trong một cái đoạn uptrend vừa rồi. Sơn không có mua Vietcombank, không mua BID một cổ phiếu nào. Lý do là như vậy, chúng nhìn được cái cấu trúc, cái vận động trong một cái chu kỳ dài của nó rồi anh chị nha. Còn đánh lướt lát ngắn hạn thì chúng ta không nói. T cộng kiếm 5-7% thì không nói. Anh chị nên biết là chứng khoán chúng ta có nhiều loại sóng, đánh có nhiều nhịp, nhiều phương pháp. Đấy, mỗi chu kỳ, thị trường nào chu kỳ đánh tốt chúng ta có thể đánh gồng lãi lên 20, 30, 40%, chúng ta hãy chốt rất bình thường. Để vào một cái sóng tăng là nó thấy cổ phiếu chạy rất là nhanh. Đấy, ví dụ SSI này, đấy, sóng tăng khi vừa vượt đỉnh này, tăng một mạch như vậy, đúng không? Đó, tăng một mạch. Đấy, hoặc là những cái nhịp mà T cộng thôi thì cũng có thể mang đến mức lợi nhuận là 15-20% là bình thường. Còn như giai đoạn này thì rất là khó. Giai đoạn này thì chúng ta 70%, đấy, cổ phiếu nào được 15% là rất xuất sắc rồi. Đó, thì mốc đó là những cái mốc mà chúng ta phải canh chốt lời. Thì không thì chúng ta rất là dễ mất lại nha anh chị. Không thể kỳ vọng được, mỗi giai đoạn chúng ta đánh một cái kiểu khác nhau. Nha, không phải là một cái giai đoạn nào đánh cũng như giai đoạn nào được. Thị trường quan trọng là chúng ta phải nhìn được cái thị trường nó đang ở một cái chu kỳ nào. Chu kỳ đang một uptrend lớn, đang một cái sóng thần lớn. Còn đây là một cái gì? Đang là sóng hồi, đang sóng hồi gấp. Cái cách áp dụng đánh cho sóng hồi nó như thế nào. Đây là khả năng thì ví dụ là kế hoạch của Sơn đang cầm STB dù bây giờ lên được 31-32 chắc chắn Sơn sẽ bán. Chắc chắn Sơn sẽ bán đâu đó là phải, ví dụ Sơn đang còn 90.000 thì có thể Sơn sẽ bán bớt 50.000, giữ lại 40.000 thôi. Vì mức đó lãi cũng tương đối tốt rồi, lên vùng 31 thì cái mức lãi là nó cũng lên được gần bao nhiêu nhỉ? 28 31, Sơn nhẩm xem 31 trừ 28.5 giá vốn đi, 2,5 Đấy, lúc đó cũng được gần 9% rồi. Đấy, nhìn chung cái mức lợi nhuận thì cứ từ trong khoảng 7 đến 10 nha. 7 đến 10, còn thậm chí mà một số điểm mua chúng ta mua nó hơi cao thì có thể là 5%. Bây giờ được 7 đến 10, xuất sắc, cổ phiếu xuất sắc là 15. Tại đó những cái vùng chúng ta phải cân nhắc, chúng ta chốt lời nhiều, chốt lợi ích gì đấy thì tùy. Đấy. Còn cái Hoành Sơn là ví dụ lên 31, tại vì đây là cổ phiếu STB nó đang 32 kháng cự. Thì lên vùng 32 này thì chắc chắn là nó sẽ có cái lực bán rất là to, rất là lớn. Đó thì nên là cái vùng này phải canh chốt, 31 đến 32 là phải canh chốt. 50% số lượng đang có, còn 50% chúng ta cứ nắm giữ. Bao giờ cổ phiếu nó xấu hoặc là thị trường nó xấu thì chúng ta bán hết. Còn không thì cổ phiếu nó cứ để nó chạy nha, cho lãi chạy chúng ta gồng lãi tiếp. Đó là chiến lược đánh nha, đánh giai đoạn này. Còn về tuần sau thì Sơn có nói là cái chủ yếu là anh chị nên nghiêng về vị thế chốt lời hơn là cái việc chúng ta mua mới. Đấy, mua mới thì chúng ta cũng lưu ý cho anh chị một số cổ phiếu nó mạnh rồi đấy, nhưng mà tại vì nó cũng đã qua những cái điểm mua đẹp rồi, thì chúng ta sẽ dành để mà khi mà thị trường nó có những cái nhịp điều chỉnh tích lũy thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm những cổ phiếu này. Đấy, tức là chúng ta lúc đó chúng ta cũng không nên chúng ta đánh những cổ phiếu ví dụ yếu như giờ là nhóm ví dụ nhóm ngân hàng đấy, rồi nhóm dòng thép thì đã gãy rất là sâu, nhóm ngành dầu khí cũng gãy rất là sâu. Đấy, chúng ta ưu tiên vào những cổ phiếu bất động sản này, rồi bán lẻ này, rồi phân bón này, rồi cảng biển này, hoặc là banh trứng thép thì chúng ta chỉ thấy là có dòng chứng khoán là vẫn còn ổn nhất thôi. Những cổ phiếu như SSI, VND, SHS còn tương đối thôi, tương đối ổn. HCM, VCI thì yếu hơn khá là nhiều. Đấy, thì chúng ta ví dụ tập trung những cái đầu ngành như là VND, đấy, SSI đang là cổ phiếu khỏe nhất nha. Đấy, chứng khoán. Đấy, lọc ra mà chúng ta là chờ một cái điểm mua tiếp theo. Đấy, một cái chu kỳ chúng ta đánh sóng tiếp theo. Còn bây giờ là khi mà những cái người mà cầm tiền cắt lỗ, đấy, anh chị nên nhớ là khi những người cầm tiền đã cắt lỗ, đấy, cắt lỗ rất là nặng trong giai đoạn này. Khi những người đó bắt đầu rồi, đấy, bắt đầu hết sợ hãi rồi, bắt đầu hết sợ hãi nha. Giai đoạn này họ rất sợ hãi, họ bán bằng mọi giá và họ chỉ chờ thị trường, họ cầu mong cho thị trường sập, phải sập thật sâu, phải giảm thật nhiều để mà gọi là như đấy. Vì họ bán như vậy, họ bán sớm và rồi sau đó thị trường nó còn rơi sau. Còn giai đoạn này họ bắt đầu họ tính là họ sẽ đắn đo cái việc họ có tham gia lại không, không tham gia lại thì sẽ lỡ cơ hội. Thì đó là cái cơ hội nha. Nếu mà khi cái dòng tiền đó quay trở lại hưng phấn mua thì đó là cơ hội chúng ta bán được nha, bán được giá tốt, bán được giá tốt. Chúng ta đang là đi ngược đám đông, chúng ta đánh sóng hồi cũng là đi ngược đám đông mà. Ngay cả chúng ta mua tức là chúng ta đã đi ngược đám đông rồi. Tâm lý chúng ta vì khi đó ai cũng nghĩ thị trường nó sẽ còn rơi mãi thì chúng ta lại vào, còn bây giờ khi mọi người nghĩ là sau vào một cái uptrend chẳng hạn thì đó là cái cơ hội chúng ta lại bán được giá tốt. Chúng luôn hành động ngược đám đông chúng ta mới có một cái hiệu quả. Ok, chia sẻ một số cái nhận định với anh chị cho cái tuần sau. Sẽ tiếp tục cập nhật thêm ở những cái video sau nha. Nhìn chung thì đã chia sẻ những cái cách về anh chị nhận định thị trường để mà xem được thị trường, cũng như là những cái cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu anh chị có thể quan tâm để đánh cho một cái nhịp sóng. Nếu mà có vào uptrend nha thì chúng ta chú ý những cái dòng cổ phiếu mạnh nào nhất. Đấy, rồi cũng như là những cái điểm mà kháng cự cổ phiếu để mà chúng ta, những cái điểm mà chúng ta đang nắm cổ phiếu đấy, chúng ta có thể lên đấy, vùng đấy chúng ta chốt lời ngắn hạn này, thậm chí hoặc là chúng ta đang bị kẹp chẳng hạn. Nhiều anh chị cũng đang gọi là bị kẹp cổ phiếu thì đó cũng là những cái điểm mà anh chị tham khảo để anh chị bán. Nhiều anh chị sẽ nghĩ là vẫn còn gồng lỗ thì để mà cơ cấu nha, cơ cấu để mà cho cái tài khoản chúng ta ổn trở lại đã, trước khi chúng ta nghĩ đến việc chúng ta kiếm tiền, kiếm lãi trở lại thì chúng ta phải cơ cấu cho tài khoản nó đầu tiên nó bớt lỗ, chúng ta thoát vị thế nó bớt cho nó an toàn, để tránh ví dụ thị trường không có thể biết được tương lai như thế nào, đúng không? Đấy, mọi kịch bản thì chúng ta cũng chỉ là cái kịch bản đưa ra thôi và sau đó chúng ta sẽ có hành động phù hợp. Đấy, còn không chắc chắn thị trường nó lên thì chúng ta đang lỡ kẹp hàng thì chúng ta phải, khi thị trường có cơ hội hồi thì đó là cơ hội chúng ta thoát ra, đã tạm thoát ra đã. Chúng ta thị trường nếu vào uptrend thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội chúng ta đánh. Thì chia sẻ với anh chị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.